Wow, đi ăn trưa. Đi ăn trưa ở nơi sang chảnh quá. À, có bản đồ nè. Là chỗ nào anh? Mình đi lên đâu? Lầu 5. À, vậy là Gen sẽ đi lên lầu 5, tới chỗ này. Bên này nè. Đây, đây, đây. Ờ, này. Trời ơi. Bấm này đi lên. Trời ơi, thằng máy đẹp quá. Cái mặt heo tao đang quay. Thằng máy ở đây đi cực nhanh nha. Vô một cái là bước ra là tới rồi. Ờ. Phải xếp hàng nữa. À, không, qua đây. Wow. Đang đi tới khu gì? Shopping Center rồi. Gì gallery này. Ồ, cái gì vậy anh? Phải chờ. À. Mình đang ký chờ hả? À, là người những người kia ngồi đằng kia đang chờ rồi. Ồ. Là cái nhà hàng này nó tên gì anh? Chatterbox. À. Chatterbox. Vậy là cái nhà hàng này tên là Chatterbox. Cái giống như là laksa mà tôm hùm laksa. Cái gì nữa không? Còn cái này bún. Bún xào. Còn này mì. Mì. Mì bột ngư. Dạ. Cuối cùng thì Gen cũng có được chỗ ngồi. Nhiệm vụ của bún mì là đưa menu cho chụp hình. À, em qua đây là vậy là cuối cùng thì Gen sẽ ăn cơm gà, còn bố mì sẽ ăn laksa, là một cái loại cà ri của Mã Lai. Đấy, theo như anh Thuận chia sẻ là vậy. À, món của bố mì đây rồi. Ồ, ở đây được chăm sóc rất đặc biệt. Như là em bé. Em bé heo. Ý cái này hình như là chả cá hả? Có tôm nữa nè. À, không phải, tàu hủ em. Dạ, tàu hủ anh. Dạ, cà ri hả? Giống cà ri. Đi sẽ ăn cơm trước, sau đó thử cái món của bún mì ha. Ồ. Thơm. Gạo rất là thơm. Nấu hình như là bằng nước luộc gà. Đúng rồi. Đoán là vậy. Cái cơm đó không? Dạ. Cơm đặc đặc không? Nước tương đặc đặc à. Gà mềm thơm. Cùng nhiều. Cái vàng vàng là gì anh? Cái tỏi, vậy là tỏi gì đó. Không thử miếng cạnh. Cạnh rất là ngon. Này thử món lá xa của mì. Thì có trứng cút nè. Thơm nữa nè. Cây cây. Có cái béo của như nước dừa. Đúng rồi, giống bún cà ri á. Nhưng mà cái cọng bún ở đây nó sẽ bự hơn. Nhưng mà không có bự bự bằng cọng bánh canh đâu. Nó hơi bự bự hơn cọng bún chút xíu thôi. Cơm dài. Ngon. Đây là tàu hủ nè. Lúc đầu á, Gen tưởng đâu là chả cá.
không? Dạ khá. Tổ ngon. Ờ đúng là hơi mặn. Cái vị nó hơi mặn. Gọi là đậm đà ha. Ăn nữa được không? Ăn được hả? Được. Anh cứ để ăn đỡ bún mì mà. Là sao thấy sao? Bún mì. Là sao thấy sao? Nói chung là cũng ngon. Nhưng mà nếu bún cà ri vậy. Nhưng mà nếu cái món đó với cái món cơm thì thích cái món nào hơn? Tại em không thích ăn cơm. Ờ vậy thôi, thích cái đó đi. Nhưng mà nó bớt mặn. Thì ở đây mà ăn xong thì sẽ có người đến dọn cho các bạn luôn. Đấy. Hai món nha. Zen thích cơm hơn. Cơm có nhiều cái đặc biệt. Mặc dù là Zen ăn không có hết tại vì quá no. Mới ăn hồi sáng cái đây 2 tiếng hồ mà ăn sáng ăn quá trời luôn. Hai dĩa bún rồi một đống trái cây rồi bánh trái rồi trứng trong 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 nữa. Zen không thể nào mà hoàn thành hết cái bữa cơm của mình, nhưng mà cơm ngon. Nấu bằng nước hấp gà. Đấy. Các bạn nên tới đây thử cái món cơm gà. Anh thử mua con gà tặng cho em nè. Cái gì? Con gì? Mỹ gà. Mỹ gà. Em nhìn cũng cưng quá. Đây. Con này bao nhiêu tiền anh? Dạ, yeah, tức là cái này là quà lưu niệm. Dạ. Cái kia là đĩa gà. Đĩa gà được không? Đĩa gà của mình á. Rồi, chi phí của 4 người ăn ở đây là 180, chưa bao gồm cái con gà hồi nãy anh thử mua cho tặng cho Đen và bộ mì. Ok, các bạn đang ăn ở đây chưa? Nếu ăn rồi hãy comment cho Zen biết ý kiến của mình nha. Và đừng quên bấm nút subscribe, bấm thêm cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip từ Zen nha. Bây giờ về nghỉ để tối mình anh Thuận nhận đi chơi tiếp. Vừa mới hỏi xong thì anh Thuận với chị Hà chia sẻ sở dĩ mà gọi lần đĩa gà là gì. Anh chị có coi cái clip của cái anh bạn blog xe ôm. Đấy, nếu mà các bạn có coi cái kênh của anh này thì sẽ biết là ảnh cũng có một cái con gà nhỏ nhỏ và ảnh hay kêu là một con đĩ gà. Đang quay mẹ á, mình nhìn đâu vậy? Nhìn em làm gì? Thì quay em làm gì? Thì không, đang nói chuyện không biết nhìn ai thì nhìn bu mì chứ nhìn ai. Nhìn cười coi. Đó, thân thiện. Nha. À, 16 đồng. 16 đồng các bạn sẽ được con đĩ gà. Các bạn nghe, đi du lịch nước ngoài thoải mái chỗ. Tôi nói tôi mắc tè. Tôi nói hệ nói lớn vậy luôn. Không có ngại. Không ai hiểu vậy, không ai hiểu tôi đâu. Ờ, đúng rồi. Ở Việt Nam mà nó chở tôi mắc tè. Nó nhỏ nhỏ. Ở đây nó mắc tè, kiếm chỗ đi tè. Đây là một đống gà. Ồ, chanh Việt Nam. Bằng gì vậy? Bằng xứ Bắc Trung Nam hay gì? À, chắc vậy. Dạ. Sau khi ăn xong thì chúng ta ra đường Ô Trịch. Ô Trịch ấy. Nó chính cỡ giống như kiểu gì? Nguyễn Huệ hôn đồ cái kiểu không anh? Em đứng nói đi, em ra đây em đứng hút cũng khá nhỉ. Dạ. Nói chuyện là anh Thuận đang ra ngoài làm công tác cá nhân một xíu thì đứng ở ngoài thì nóng quá thì không biết làm gì hết, vô trong cái mall của ta đứng ngay cửa luôn đó đó, ngay cửa nè mà rảnh mà ngày nay đi đây vô cái chợ cảm ơn khách đã nhà mall của chúng em nói gì thôi, nó đâu biết mình đang làm gì đâu, không quay mặt vô tường được rồi đó, nó tự cho quay mặt vô tường chi. Thấy quay nhiều đồ hiệu lắm đúng không? Vô không có mua, vô không mát. Đó, đi một vòng nó mát giống như để đi ngoài đường nắng lắm.
trung tâm thương mại này đang bán hàng sale nha các bạn. Có điều là khi mà nếu mà nói chung là có 100 mấy, nhưng mà tính ra tiền Việt là cũng 2-3 triệu, ghê lắm. Bây giờ một cụ ông chờ vợ đi shopping ngồi ngủ luôn. Tao nói mấy bạn ai mà có vợ khổ lắm, đúng không? Đó, dạ, ngồi chứ còn mẹ gì nữa. Ở đây khi mà các bạn đi vào trên cái con đường, nó có rất là nhiều chim bồ câu đẹp lắm. Đó, cận mắt luôn, cận cảnh luôn. Anh thích, anh thích ăn bồ câu nướng này ra đây. Hello, ladies and gentlemen. We're going to start our stage. Thank you for being here. We come from South America, Ecuador. We are very happy to be here sharing the sounds of our native people and also some Latin music for you. Please enjoy the stage. Thank you.
Thank you very much. The next song we're going to play comes from our country, Ecuador. There's any way that everybody can come a little to the front because we need to fix a road and behind so people can pass through. Thank you. Please help us, support us. We don't want to cause any trouble, so we would like to have some ways so people go around. Thank you. Thank you. Thank you very much. Feliz cumpleaños. Arriba! Arriba! Thank you.
đang đi trong Ion Mall và cái này đó, thấy gớm chưa, tôi không biết nó là cái gì luôn. Cái gì mon gì gen gì gen Star Monster là cái gì? Trời đó, coi thấy gớm không, cái này mà treo ở nhà mà buổi đêm này thì thôi chứ. Lắc đi dạo một vòng quanh Mon xong thì Gen đang đứng ở đây nha. Ở đây cái Gen muốn băng qua đường bên kia đó, rồi cái Gen đi kiếm cái chỗ để mà băng qua đường và Gen phát hiện là nó không có cái lane dành cho người đi bộ băng qua đường. Ở đây toàn là xe hơi nó chạy vù mà. Và cái chuyện là để mà băng qua bên kia đường á, tức là các bạn phải đi ngược lại vô Mon để các bạn đi phía dưới, luồn phía dưới băng qua đường. Đúng không mày? À, bố mày nghĩ vậy thôi, bố mày nó xúi tôi. Tại vì nó chà kìa. Đây sao? Underpass, như em nghĩ vậy. Đó, sau khi đi xuống B2 thì Gen tới cái chỗ này nè. Các bạn thấy những cái bảng hướng dẫn không? Bây giờ đi qua... Nói chung là đi cái hướng A là quẹo qua đây. Chưa? Là sẽ lên được cái mặt đường bên kia. Sao đông quá vậy? À, sở dĩ ở đông là... Ở đây đông là tại vì... nó là cái tuyến đường cho người đi bộ lưu thông giữa hai bên đường. Và cái trạm xe buýt ở đằng sau lưng đây. Đằng sau lưng Gen là trạm xe buýt. Gen mới đi về và điều đầu tiên có thể nói trong cái nhà vệ sinh này, Gen mới phát hiện ngày qua nay nhưng mà chưa có thời gian nói với các bạn, tức là nó không có cái cây xịt nước. Đó, mình thì mình thường xuyên xài nước á thì mình quen rồi, nhưng mà ở đây thì không có ha, các bạn chú ý. Thì ngoài cái vấn đề đó ra thì không còn vấn đề nào để đề cập nữa. Gen chỉ muốn cập nhật cho bạn cái điều đó thôi. À, còn một cái nữa là về ổ điện. Ở đây rất ít ổ điện hai lỗ như thế này, và đa số những cái ổ điện nó là cái ổ điện ba chấu giống như vậy. Em xin đi coi đây, ở đây này đó, ổ điện loại hả ba cái giống như vậy nè, đa số nha. Còn nó vẫn có những cái loại ổ cắm điện hai chấu bình thường của mình đấy. Thì nói thì các bạn chú ý, nếu mà có ba cháu thì đem theo hỗ trợ trong cái việc mà mình sạc pin, còn nếu không có thì chịu khó tìm quanh cái chỗ mà mình ở. Gen nghĩ là Gen, do là Gen ở cái chỗ này nó cũng không phải nói ra thì khoe mẽ gì, tại mình cũng sao ta ở cái chỗ nó cũng kiểu năm sau á, thì nói như vậy. Còn những cái chỗ khác nó như thế nào thì Gen không biết, cái này thì các bạn phải tự mình trải nghiệm rồi.